Thầy Hiếu cho các bạn ở trong cái bài học 5 phút học toán dành cho các bạn lớp 2 hôm nay thì thầy Hiếu sẽ giới thiệu với chúng ta. Đó là một số những cái bài tập về dãy số để cho các bạn có thể ôn thi vào ôn thi cái kỳ thi TIMO, kỳ thi TIMO. Rồi, còn bạn nào không ôn thi chúng ta vẫn có thể học để chúng ta lấy kiến thức, bởi vì đây là những cái bài toán cũng rất là thú vị, rất là hay. Bài số 1 là chúng ta tìm bốn ý ABCD, chúng ta tìm số tiếp theo của dãy số sau. Dãy số thứ nhất chúng ta thấy là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vậy số tiếp theo sẽ là số nào? Thì khi gặp những cái bài toán về dãy số, bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm để ra được quy luật của cái dãy số đó. Ở đây mình thấy là số đầu tiên là 1, số tiếp theo là 3, số tiếp theo là 5, số tiếp theo là 7, tiếp theo là 9 và tiếp theo là 11. Thế thì mình thấy là từ 1 cho đến 3, khoảng cách hay là hiệu của hai cái số này sẽ bằng 2. 3 cho đến 5 chúng ta có hiệu cũng bằng 2. 5 đến 7 hiệu cũng bằng 2. 7 đến 9 hiệu cũng bằng 2. 9 đến 11 chúng ta có hiệu cũng bằng 2. Và bây giờ chúng ta thấy 11 cho đến mấy? 11 cho đến bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ cộng thêm 2 vào, chúng ta sẽ được đây là 11 cộng 2 là bằng 13. Như vậy số tiếp theo ở đây sẽ phải là số bao nhiêu nào? Số tiếp theo ở đây đó là số 13. Bây giờ chúng ta đến với ý B. Ý B chúng ta có dãy số là 1 này, 4, 7, 10, 13. Từ 1 cho đến 4 là cách nhau 3 đơn vị. Từ 4 cho đến 7 cũng cách nhau 3 đơn vị. Từ 7 cho đến 10 cách nhau 3 đơn vị. Từ 10 cho đến 13 cách nhau 3 đơn vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy. 13 cộng thêm 3 chúng ta sẽ được đây là 16. Và chúng ta sẽ có số tiếp theo của cái dãy số này sẽ là 16. Bây giờ các em học sinh hãy dừng video lại. Chúng ta ấn pause, dừng video lại. Chúng ta tự làm ý C và ý D. Sau đó, chúng ta hãy theo dõi thầy Hiếu chữa. Nào, bây giờ chúng ta có ý C. Chúng ta có là 2 này, 7, 12, 17, 22. Vậy, chúng ta có khoảng cách ở đây là 3. Khoảng cách ở đây, thầy xin lỗi, chỗ này khoảng cách phải là 5, 2 cộng 5 bằng 7. Lấy 12 trừ đi 7 là 5. 17 trừ đi 12 cũng là 5. 22 trừ 17 là 5. Vậy tiếp theo chỗ này sẽ là 22 cộng với 5. Chúng ta sẽ được kết quả là 27. Ý cuối cùng, hãy có là 3 này, 9, 15, 21, 27. Ở đây là 6. Khoảng cách ở đây là 6. 15 cộng 6 bằng 21. 21 cộng 6 bằng 27. Vậy 27 cộng 6 kết quả sẽ là 33. Chúng ta điền đáp số vào đây, đó là số 33. Hôm nay chúng ta có 4 bài toán với một quy luật rất thú vị. Ở đây chúng ta thấy đó là số đằng sau hơn số đằng trước cùng một số đơn vị. Ví dụ như ở đây là 3 hơn 1, 2 đơn vị. 5 hơn 3, 2 đơn vị. 7 hơn 5, 2 đơn vị. 9 hơn 7, 2 đơn vị. 11 hơn 9, 2 đơn vị. 13 hơn 11, 2 đơn vị. Đúng không? Đây thì đều cách 3 đơn vị. Thì những cái dãy số như thế này người ta gọi là dãy số cách đều. Sau này lên lớp 4, lớp 5 chúng ta sẽ học nhiều hơn về cái dãy số này. Còn bây giờ chúng ta dừng lại ngày hôm nay ở đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.